Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Sáng ngày 26 tháng 7, thêm 2.708 ca mắc COVID-19, tổng số ca mắc tại Việt Nam đến nay hơn 101.000 ca. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh nói từ 26 tháng 7, người dân không ra đường sau 18 giờ. Thành phố Pleiku giãn cách xã hội từ 8 giờ ngày 26 tháng 7. Cách ly bệnh viện phổi Hà Nội. Tỉnh thành công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 26 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có 2.708 ca mắc COVID-19. Riêng thành phố Hồ Chí Minh là 1.714 ca. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng là 101.173 ca, 19.342 bệnh nhân đã được chữa khỏi, hơn 4,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm chủng tại Việt Nam. Thông tin các ca mắc mới. Tính từ 19 giờ ngày 25 tháng 7 đến 6 giờ ngày 26 tháng 7, có 2.708 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 2.704 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.714 ca, Bình Dương 407 ca, Tiền Giang 201, Đồng Nai 125, Vĩnh Long 49, Đà Nẵng 27, Phú Yên 26, An Giang 25, Bình Thuận 23, Bình Định 19, Đồng Tháp 19, Bến Tre 19, Đắk Lắk 16, Khánh Hòa 12, Cần Thơ 7, Hậu Giang 7, Đắk Nông 5, Lâm Đồng 2, Hưng Yên 1, trong đó 507 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến sáng ngày 26 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 101.173 ca mắc, trong đó có 2.182 ca nhập cảnh và 98.991 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 97.421 ca, trong đó có 16.564 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh và Bắc Cạn. Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Nam Định, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình. Tình hình điều trị. Tổng số ca được điều trị khỏi là 19.342 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 130 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 17 ca. Tiểu ban điều trị cung cấp bổ sung số ca tử vong của các địa phương gửi về thêm 154 trường hợp. Thành phố Hồ Chí Minh là 129, Đồng Tháp 9, Long An 7, Cần Thơ 2, Khánh Hòa 2, Ninh Thuận 1, Bắc Ninh 1, Trà Vinh 1, Kiên Giang 1 và Đồng Nai 1. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh nói từ 26 tháng 7 người dân không ra đường sau 18 giờ. Tại hội nghị thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 về quán triệt chỉ thị 12 và triển khai chi tiết kế hoạch của thành phố Hồ Chí Minh về cao điểm phòng chống dịch tối ngày 25 tháng 7, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết: "Chúng ta đang ở thời khắc trọng đại, qua 16 ngày thực hiện chỉ thị 16 toàn thành phố, chúng ta đã làm được khá nhiều việc nhưng cũng còn khá nhiều việc chưa làm được. Mục tiêu đề ra hầu hết chưa đạt được, buộc chúng ta phải kéo thêm thời gian nữa. Với tinh thần hạ quyết tâm cùng nhau thực hiện bằng được." Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cuộc họp này chỉ bàn một nội dung là làm thế nào kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn và cho rằng chỉ còn một con đường. Nếu không thực hiện được thì tình hình dịch bệnh diễn biến không thể lường. Thành phố đã chuẩn bị kịch bản cho tình huống xấu nhất dù không mong muốn. Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố Hồ Chí Minh có 55.570 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố. Riêng 17 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thành phố ghi nhận gần 47.000 ca nhiễm, trung bình mỗi ngày phát hiện 2.931 ca bệnh.
Các ca nhiễm hiện được ghi nhận phần lớn tại khu phong tỏa và khu cách ly. Tình hình diễn biến phức tạp, khó lường, có nguyên nhân từ không thực hiện nghiêm giãn cách từ một bộ phận người dân và việc kiểm soát từ cơ quan chức năng ngoài chặt trong lỏng, ông Phong nhận định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một số địa bàn vẫn còn xảy ra giao lưu tiếp xúc và người đi trên đường vẫn nhiều. Việc này nguy hiểm là nguyên nhân khiến dịch kéo dài. Nếu không dừng lại, tình hình dịch sẽ tồi tệ hơn, bắt buộc phải áp dụng biện pháp mạnh hơn, cao hơn, ảnh hưởng rất nhiều mặt đến đời sống xã hội. Để không xảy ra kịch bản xấu nhất, ông Phong cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành công văn 2468 về siết chặt chỉ thị 16 với các biện pháp quyết liệt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nếu một người dân còn ra đường thì dịch còn diễn biến phức tạp, nên người dân phải đặt mệnh lệnh cho chính mình là người cách ly với người, gia đình cách ly gia đình, nhà cách ly nhà. Bắt đầu từ ngày mai, không nên ra đường sau 18 giờ. Tất cả hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng, trừ hoạt động cấp cứu. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh cho người dân chia sẻ, cùng thành phố làm rõ hơn về quy định không ra đường từ 18 giờ mỗi ngày. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong lý giải bắt đầu từ 26 tháng 7, sau 18 giờ mỗi ngày, người dân không nên ra đường, hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng tới 6 giờ sáng ngày hôm sau để đảm bảo giãn cách xã hội, hạn chế việc đi lại của người dân. Việc đó không đồng nghĩa là giới nghiêm. Ông nói và lưu ý người dân không nên hiểu nhầm quy định này. Lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương phải tăng kiểm tra 24 trên 24 giờ tại khu dân cư, trên đường phố, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Thậm chí tạm giữ hành chính trong trường hợp chống người thi hành công vụ. Người để dịch bệnh lây lan gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng phải điều tra, khởi tố nếu cấu thành tội phạm. Thành phố khẳng định sẽ xử lý nghiêm lãnh đạo nếu có thái độ thờ ơ, chậm xử lý phản ánh của người dân khiến dịch bệnh lây lan. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 đến 1 tháng 8. Từ 24 tháng 7, thành phố siết chặt hơn nhiều quy định trong giai đoạn giãn cách. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh thu hẹp nhóm đối tượng được phép hoạt động trong thời gian giãn cách. Với khu phong tỏa, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thực hiện triệt để người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với các hộ gia đình xung quanh. Người dân chỉ ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế. Chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà hoặc đi chợ thay. Tính từ 27 tháng 4 đến tối ngày 25 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 60.425 ca nhiễm, là tâm dịch lớn nhất cả nước. Thành phố Pleiku giãn cách xã hội từ 8 giờ ngày 26 tháng 7. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai quyết định giãn cách xã hội thành phố Pleiku theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo xem xét khởi tố vụ án làm lây lan dịch tại phường Tây Sơn ở thành phố trung tâm tỉnh này. Ngày 25 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai đã có cuộc họp trực tuyến để triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đại diện ngành chức năng tỉnh Gia Lai, tình hình dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát ở một số địa bàn nóng trước đây như thị xã Yampa, huyện Krông-pa và huyện Yai-pa. Tuy vậy, những ngày gần đây, tình hình dịch diễn biến càng phức tạp, nhất là trong bối cảnh người dân từ vùng dịch đi thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương trở về Gia Lai bằng phương tiện cá nhân rất đông. Từ ngày 21 tháng 7 đến 25 tháng 7, tại thành phố Pleiku, trung tâm tỉnh Gia Lai liên tục ghi nhận 5 bệnh nhân mắc COVID-19. Cơ quan chức năng xác định có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng và các ca bệnh đều có nguồn gốc từ chùm ca bệnh ở tỉnh Khánh Hòa. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, khẩn trương phong tỏa, phun khử khuẩn các điểm dịch tễ liên quan đến ca bệnh, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung các F1 và yêu cầu các F2 cách ly nghiêm túc tại nhà theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt 525 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 680 triệu đồng. Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai thống nhất quyết định giãn cách xã hội thành phố Pleiku theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 8 giờ ngày 26 tháng 7 đến khi có thông báo mới. Đồng thời, lãnh đạo chính quyền tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku phối hợp với Công an tỉnh xem xét, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại ổ dịch phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai. Cách ly bệnh viện phổi Hà Nội. Cơ sở y tế ở 44 Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng bị cách ly trong tối ngày 25 tháng 7 vì liên quan đến 14 ca nghi nhiễm nCoV. 20 giờ 30, lực lượng chức năng dựng rào chắn và đứng chốt trước cổng bệnh viện. Bác sĩ, bệnh nhân, người trong bệnh viện được yêu cầu không ra khỏi khu vực phong tỏa.
3 tiếng trước, quân đội đã điều động xe phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện. Ông Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết, qua xét nghiệm sàng lọc, bệnh viện đã phát hiện 14 trường hợp dương tính với nCoV. Trong đó có 10 bệnh nhân, 3 nhân viên, 1 người nhà bệnh nhân tại khoa nội 3. 9 người trong số này đã có kết quả khẳng định. Tính đến 18 giờ tối nay, bệnh viện đã lấy 323 mẫu, trong đó có 214 bệnh nhân nội trú. Sở Y tế Hà Nội chiều nay ghi nhận thêm 7 ca dương tính nCoV liên quan đến các ổ dịch hiện hành, nâng tổng số ca ghi nhận trong ngày là 41. Thành phố ghi nhận tổng cộng 471 ca nhiễm gần 3 tháng qua đợt dịch bùng phát. Hà Nội đang thực hiện chỉ thị 16 trong vòng nửa tháng, tính từ 24 tháng 7. 38 tỉnh thành phố công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do dịch Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được tổ chức làm hai đợt. Đợt 1 diễn ra vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 8. Việc xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp được tiến hành sau hai đợt thi nhằm đảm bảo quyền lợi thí sinh. Sau khi biết điểm thi, thí sinh được quyền làm đơn phúc khảo nếu cho rằng kết quả chấm thi chưa chính xác. Những thí sinh không thể dự thi đợt 1 và đợt 2 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được đặt cách xét tốt nghiệp. Để đảm bảo quyền lợi xét tuyển đại học cho những em này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi hai Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị hai Đại học Quốc gia chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, thuận lợi cho thí sinh xét tuyển. Theo như Bộ trưởng Bộ Y tế đã nói, đợt dịch bệnh lần này sẽ có chiều hướng khó khăn hơn các đợt dịch lần trước. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta hãy nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.